Có thứ gì đó đang tấp trong bồn cầu, một bãi chất nhờn đầy vi trùng. Không ngạc nhiên gì cả khi bồn cầu tắt, trông ngon quá. Mình muốn nếm thử. Clary, con đang làm gì? Không được, không được ăn đâu. Nếu con muốn ăn chất nhờn, để mẹ làm cho. Đầu tiên là đổ hạt chia vào cái bát rồi đổ nước vào. Sau đó mẹ sẽ cho phẩm màu. Hoàn hảo. Giờ thì để có vị ngọt, đổ thêm chút đường vào và đợi nó hòa tan. Khuấy đều thôi. Giờ nhìn nó thật là nhầy nhụa. Wow, con muốn nếm thử. Wow, ngọt quá đi. Con thích lắm. Tốt lắm, con yêu. Ôi không, bé Clary rất sợ đi tiêm. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta-da! Cháu có muốn bé thỏ dễ thương không? Không. Không sao? Ôi trời, cả bé thỏ dễ thương thế này cũng không có tác dụng. Mình cần bày trò khác. Người bác sĩ biến thành chú hề. Mũi kim tiêm đến đây. Mẹ ơi! Giờ thì bé Clary còn sợ sệt hơn. Hả? Một con bướm. Có cách rồi. Mất công mặc bộ đồ này rồi. Hả? Một con bướm với cái ống tiêm. À, mình biết rồi. Ta-da! Bé Clary lại không sợ bướm. Có tác dụng rồi. Bé còn dũng cảm của mẹ. Xúc xích nè. Clary à, con đang làm gì vậy con yêu? À, cha mẹ. Đó không phải đồ ăn đâu con gái à. Đưa đây cho mẹ. Mẹ à. Cái này là thỏi son mà. Sao mà con bé ăn cái này vậy? Ồ, mình biết phải làm gì rồi. Sô-cô-la và thỏi son. Để mình xem người mẹ đang tính làm gì. Lấy một thìa đầy những viên sô-cô-la rồi hơi nóng cái thìa. Sau đó đổ sô-cô-la đã tan chảy từ thìa vào một cái giỏ son rỗng. Và đây là thỏi son có thể ăn được. Của con đây. Vị sô-cô-la đó. Đúng là một cách để có đồ ăn vặt trong lúc đang trang điểm ha. Những miếng Lego này nhỏ quá. Miếng này trông ngon nè. Nhâm. Ôi trời ơi. Ôi chúa ơi. Nhả nó ra ngay đi con. May mà vẫn kịp. Đây không phải là đồ ăn đâu Clary à. Chờ đã, Lego hả? Để xem nào. Eo ơi, dính nhiều nước bọt quá. Nhưng mà nếu con bé muốn ăn Lego, mình có cách mà. Nhìn những cái chai đầy sô-cô-la thật sặc sỡ. Đổ hết sô-cô-la vào những cái khuôn Lego này. Đổ vào khuôn thật đầy. Và thế là không có sô-cô-la bị phí phạm. Đợi cho sô-cô-la đông lại. Và giờ Clary có kẹo Lego. Con có thể ăn được những miếng Lego này sao? Ngọt quá. Cảm ơn mẹ yêu. Clary đến phòng khám của bác sĩ để được kiểm tra. Đầu tiên là chú sẽ đo nhịp tim cho con nha. Con không muốn đâu. Trông nó đáng sợ quá. Không đâu, không đâu. Ngoan nào, để chú đo nhịp. À, được rồi đó, quý cô bé bỏng. Tôi thật xin lỗi chú về thái độ của cháu bé. Hả? Bóng bay và những hạt bi. Người mẹ lại đang tính toán gì đây? Mình sẽ cần đến những hạt bi và bóng bay đó. Đầu tiên, đổ những viên bi vào một cái chai trống. Giờ, nới miệng bóng bay vào miệng cái chai. Lộn ngược nó lại. Giờ thì nhìn những hạt bi rơi xuống như đồng hồ cát vậy. Khi mà quả bóng bay đã chứa đầy bi. Ta-da! Đồ chơi bồn chồn. Được rồi, lại lần nữa nha. Đợi đã, em có cái này cho cháu nó. Wow, đây là đồ chơi mềm nhất mà con được chơi. Được rồi, bác sĩ đo nhịp tim cho con bé đi khi mà nó không chú ý. Được rồi, để xem nào. Có tác dụng rồi. Clary đang quá mải mê với món đồ chơi mà không chú ý đến chiếc ống nghe. Người mẹ đúng là thông minh với mẹo này. Lại bim bim sao? Thế này là không tốt. May là mẹ đã xuất hiện với rau và hoa quả thật lành mạnh. Con ghét đồ ăn lành mạnh. Nào, con chỉ ăn mỗi bim bim thôi. Con hư quá. Con đang xem gì vậy? Những người bạn cầu vồng. Mình có ý tưởng rồi. Clary, lại đây nào. Gì vậy mẹ? Giờ mẹ là bác sĩ. Để mẹ cho con thấy điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ luôn luôn ăn bim bim nha. Mẹ sẽ rạch phần bụng mở ra. Con thấy chất nhờn đó không? Đó đều là từ đồ ăn không lành mạnh mà bạn ấy đã ăn. Bạn ấy đang ốm. Trông sợ quá mẹ. Để mẹ lau đi chất nhờn này nha. Pizza.
bít tết, burger. Tốt hơn hết là nên bổ sung lại bằng đồ ăn lành mạnh và một chai nước lọc, một chút bông cải xanh và một quả táo. Giờ thì dán bạn ấy lại nào. Người bạn cầu vồng này giờ khỏe mạnh rồi. Con sẽ không bao giờ ăn đồ ăn không lành mạnh nữa. Để con ăn cà rốt đã. Bé ngoan của mẹ. Người mẹ thật là lén lút. Mình đoán người lớn giờ cũng có thể ăn một chút bim bim. Há miệng ra nào. Ôi trời ơi, răng con bé sâu quá. Chúng ta phải khoan cái phần bị sâu ra. Không. Sắp được rồi. Có tác dụng rồi. Giờ răng của Clary sáng bóng. Giờ chú sẽ chỉ cháu cách đánh răng chuẩn nha. Cháu có thể luyện tập với cái hàm răng lớn này. Chắc chắn rằng cháu đánh hết từng gốc. Clary đánh răng rất giỏi. Con bé đánh hết phần di trùng. Tới đây. Ôi trời ơi, cái gì vậy nè? Eo ơi. Chờ đã, cái này từ chỗ con bé. Con đang ốm sao? Con cảm thấy trong người a xi. Được rồi, thuốc ho và một cái thìa. Vào việc thôi nào. Đút thuốc cho con của bạn luôn cảm giác như là một trận chiến vậy. Liệu mẹ sẽ chiến thắng chứ? Con không muốn uống. Được rồi, vậy một chiếc máy bay thì... Không, con muốn uống coca. Nhưng coca không tốt. Ồ, mình nghĩ ra rồi. Sẽ ra sao nếu bỏ thuốc ho vào bên trong lon coca đây? Quá dễ. Coca của con đây. Yay. Clary không biết rằng con bé đang uống thuốc ho đâu. Clary đang thấy chán nản. Ông đang chơi gì vậy? Không phải chuyện của cháu. Vậy là không lịch sự đâu Clary. Nhưng con thấy chán lắm, con cũng muốn chơi. Nào, mẹ đã nói là không được làm phiền người khác rồi mà. Để mẹ đưa điện thoại cho con. Yay. Nhưng mà điện thoại chỉ còn 1% pin. Sao mà con chơi điện tử được? Thôi chết, để mẹ tìm cách khác. À ha, mình biết rồi. Kiếm một chiếc túi ni lông lớn bằng cỡ điện thoại rồi đổ cát long lanh vào. Đổ nước vào bên trong để cát nổi lên. Tuyệt vời. Để túi ni lông vào bên trong ốp điện thoại. Như vậy nè. Quả là một cách tuyệt vời để chiếc ốp điện thoại trở nên thú vị hơn. Con xem nè. Wow, cát lấp lánh. Nó nổi xung quanh, mẹ nhìn nè. Như vậy vui quá. May mà có tác dụng. Wow, dấu tay bẩn của Clary dính khắp nơi. Thật là hỗn độn quá. Gì vậy nè, dấu tay này từ đâu mà ra vậy? Xà phòng đây, con đi rửa tay ngay cho mẹ. Được rồi, con đang rửa nè, được chứ? Trời ơi, bánh xà phòng trơn quá đi thôi. Làm gì bây giờ ta? Đây là miếng Lego mà con bé đang tìm. Mình biết rồi. Chuẩn bị một cái bát rồi đổ một chút nước xà phòng vào. Tiếp theo, đổ một chút phẩm màu cam vào rồi khuấy đều lên như vậy. Mang miếng Lego ra rồi đổ đầy dung dịch vừa khuấy vào bên trong. Đợi nó đông lại. Và voila! Một miếng xà phòng Lego. Mềm như keo vậy. Giờ thì con dùng xà phòng này để rửa tay đi. Điều tuyệt nhất là sẽ không có tai nạn nào xảy ra như bánh xà phòng lúc nãy nữa. Há miệng ra nào. Chúng ta nên làm thế nào đây? Tôi biết rồi. Đó có phải là những miếng dán? Cô tính làm gì vậy? Đây là miếng dán nhiệt kế. Chỉ cần dán lên trán con bé. Anh nhìn xem, miếng dán hiển thị con bé đang sốt như thế nào. Con cảm ơn mẹ vì đã không dọa con. Clary đang không để ý kìa. Nhanh nào, nhét viên thuốc vào miệng con bé. Chà, nó không có tác dụng như mình tưởng. Con bé thà ăn kẹo dẻo còn hơn. Kẹo dẻo sao? Hả? Mình có một ý tưởng. Mình sẽ lấy miếng kẹo dẻo rồi cắt một đường nho nhỏ. Chỉ một đường nhỏ thôi, để viên thuốc chui vào được. Hoàn hảo. Trò này liệu có tác dụng không? Kẹo dẻo nè con. Con bé không nhổ ra. Làm tốt lắm mẹ à. Con không muốn bình nước nóng đâu. Con nói là không. Mẹ nên làm gì với con bây giờ? Kissy Missy nè. Người mẹ có ý tưởng rồi. Chuẩn bị một chai nước rồi đặt một quả anh đào lên. Dùng ống mút để lọc hạt ra.
nhét hạt anh đào vào bên trong Kissimissi, rồi kéo khóa lại. Giờ thì đặt Kissimissi vào lò vi sóng, làm nóng Kissimissi một chút. Hết giờ. Giờ thì lấy nó ra. Giờ thì mẹ đã có một miếng đệm sưởi Kissimissi. Clary chắc chắn không phàn nàn gì rồi. Wow, ấm quá mẹ. Ngủ ngon nha con yêu. Mình đúng là thông minh. Chà, đúng là một ngày tuyệt vời để ăn trái táo. Hả? Clary đã ăn quá nhiều sô-cô-la. Trong áo con bé vẫn còn nè. Toàn là vỏ thôi. Con ăn hết sạch rồi sao? Chờ đã. Táo và kẹo. Mình có ý tưởng rồi. Đầu tiên, chuẩn bị một cái đĩa và đặt dĩ nướng lên trên. Đổ sữa chua vào cho đến khi đĩa đã đầy. Bổ đôi quả táo, rồi nhúng xuống đĩa sữa chua. Cầm dĩ nướng ra, rồi đợi cho đến khi sữa chua đã chảy hết xuống. Sau đó rắc kẹo lên để cho chúng bắt mắt hơn. Ta-da! Kẹo táo nè. Wow! Con thích lắm. Tuyệt lắm con, giờ thì ăn hết nha. Trong khi mẹ có thể ăn một chút sô-cô-la. Clary có vẻ đang gặp khó khăn với bữa sáng. Có vẻ hơi khó khi dùng đũa để gắp trứng. Quả trứng lăn đi mất rồi. Quay lại nào. Đây rồi. À, mắt của mình. Có chuyện gì vậy con? Ôi con ơi, bị thâm luôn rồi. Đợi mẹ một chút. Một quả trứng. Để mẹ lấy cho. Ờ, mình nghĩ ra rồi. Người mẹ đang dùng quả trứng để vết thâm lành lại. Chỉ cần chấm quả trứng xung quanh vùng thâm khi mà nó còn ấm. Và thế là vết thâm biến mất. Yeah, con không thấy đau nữa rồi.